Bạn có ước mơ trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, vận động viên, nhà lãnh đạo tương lai hay làm chủ những nấc thang học tập vinh quang? Tại Apollo Town Club where uniqueness takes flight, chúng mình luôn được khuyến khích và khám phá những điều độc đáo của bản thân mình. Và các bạn cũng có thể trở thành một phần của câu lạc bộ danh giá này. Mình tên là Hà Anh, năm nay mình 9 tuổi, sau này mình muốn trở thành cô giáo tiếng Anh. Mình là Tùng Lâm, mình 9 tuổi, mình mong ước sau này trở thành giáo viên xuất sắc ở Apollo. Mình là Việt Bách, mình 12 tuổi, đam mê của mình là trở thành một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Tham gia vào Apollo Talent Club, các bạn sẽ được 1. Nuôi dưỡng tiềm năng của chính bạn, sự đồng hành, hướng dẫn của những huấn luyện viên nước ngoài chuyên nghiệp. 2. Lộ trình được ghi hình bài bản để nhận ra các bước tiến vượt bậc qua từng vòng thi. 3. Những gương mặt xuất sắc sẽ trở thành đại sứ truyền hình và nhận được nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, tổng giá trị lên tới 800 triệu đồng. Đặc biệt, người thắng cuộc sẽ được Apollo hỗ trợ các chuyến trải nghiệm thực tế liên quan đến đam mê của bạn. Apollo Talent Club dành cho mọi lứa tuổi. Vậy, để tham gia, chúng mình cần làm gì? Với lứa tuổi mẫu giáo, hãy nhờ bố mẹ quay một video thể hiện tài năng bất kỳ của mình như vẽ, hát, thể thao, nhảy múa hoặc chia sẻ về sở thích cá nhân. Với lứa tuổi thiếu nhi trở lên thì có thể tự quay video với sự hỗ trợ của bố mẹ và chia sẻ một thành tích hoặc mục tiêu mà mình tới trong quá trình học tập nè. Chi tiết về cách quay hình và gửi bài dự thi, các bạn theo dõi trực tiếp tại fanpage và website của Apollo nhé. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng để tải dấu ấn của riêng bạn tại Apollo Talent Club chưa? Tham gia ngay để cùng tỏa sáng!